Đình Duyên Yên hay còn gọi là Đình Lở ở thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động là ngôi đình cổ có niên đại hơn 200 năm tuổi, đình thờ 4 vị thành hoàng làng, trong đó có An Sinh Vương Trần Liễu là cha của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người anh hùng dân tộc văn võ song toàn, đã lập nhiều chiến công hiển hách, 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông. Trải dài theo thời gian, đình Duyên Yên không chỉ là nơi tôn thờ 4 vị thành hoàng làng, những người có công với dân với nước, nơi sinh hoạt văn hóa, thực hành tín ngưỡng tâm linh của nhân dân trong làng, mà còn là nơi diễn ra nhiều hội nghị quan trọng của huyện và của tỉnh, là nơi tập kết bộ đội chủ lực và quân dân du kích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, đình được trưng dụng làm nơi cất trữ thóc gạo, lương thực cung cấp cho chiến trường Việt Nam, nơi tiễn đưa lớp lớp con em của quê hương lên đường tòng quân diệt giặc bảo vệ đất nước. Đình làng tôi đấy, theo các cụ kể lại đấy, được đặt trên vị trí tức là tụ thủy. Tụ thủy là cái gì? Nó nghĩa là tụ linh, tụ phúc. Trong những cái tụ đó là tạo thành cái sự may mắn của làng tôi. Căn cứ vào những cái bút tích của các cụ để lại ở đình thì chúng tôi có thấy rằng là đình làng Duyên Yên là được kiến trúc chủ yếu là đời Lê và đời Nguyễn sau này. Cái đình làng này cụ Tăng Bao Hoành trước đây là phụ trách khảo cổ học của tỉnh Hải Hưng, cụ nói là chưa đâu có cái đình to cao như thế này. Đó là những nội dung chính sẽ có trong phim tài liệu Đình Duyên Yên, những dấu tích lịch sử. Phim do nhóm phóng viên Ngọc Anh, Ngọc Bích, Văn Kiệt, Nguyên Trương thực hiện, thể hiện lời bình nghệ sĩ ưu tú Lê Trức. Phim sẽ được phát sóng trên trang thông tin điện tử và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.